Vâng, em xin chào quý vị. Này, hôm nay thì em quay test lên cho các anh cái con Onkyo N7X nhé. Em cũng xin lỗi các anh khách trước một chút, vì hôm trước là các anh có gọi em khá nhiều về cái bộ N7X mà em quay ở trong cái nô khoảng 4 hôm trước. Đấy, nhưng mà em thật sự là em quên béng mất. Em quên béng mất là khách hàng giục cái đấy, vì là ngày em nhận có khá nhiều cuộc gọi, và đợt này thì đóng hàng cũng hơi bận. Đấy, đóng hàng cứ bận các bạn thì lại cứ nó đông, thế nào nên là em quên mất cái vụ này. Tức là có khách hàng bảo là em test cho anh xem cái bộ Onkyo N7X mà em quay ở trong lô đấy, thì em bảo vâng, để em quay lên cho các anh, nhưng mà cuối cùng em quên sửa đi. Đấy, thì hôm nay lại có anh khách anh gọi để em sực nhớ ra, thì để em phải quay luôn đây, không để em lại quên mất tiếp thì chết. Đấy, thì đây là con Onkyo N7X nhé. Onkyo N7X. À, Onkyo N7X nhé. Và loa của nó là loa đồng bộ theo dàn. N7X luôn, quý vị nhìn thấy không ạ? Quý vị nhìn rất là rõ mã nhá. N7X, đúng không? N7X. Đời này thì là đời có USB, tức là mình có thể là cắm USB vào đây, mình phát nhạc từ USB ra được. Đấy. Đấy nhá. Và con này thì là nó sẽ có các cái đường tín hiệu, như là đường dock digital là đường để cắm tín hiệu quang vào làm để phát quang, để có thể nghe nhạc từ trên TV Smart xuống này. Đường line ở trước mặt đây là để cắm điện thoại máy tính nghe nhạc này. Đấy. Hoặc là đường tape hoặc là đường video ở đằng sau đây đều có thể là dùng làm kết nối cho điện thoại và máy tính để nghe nhạc được nhá. Thì hiện tại em đang kết nối máy tính à em đang kết nối điện thoại của em là vào đường đường video. Và bây giờ em sẽ bật thử tiếng cho các anh nghe. Đấy. Thử luôn cho anh xem là công suất còn chạy không. Đây. Đấy, con này thì nó là cái dòng công nghệ mới hiện nay là sử dụng bằng sợi thép na pha chăn, đấy, hay còn gọi là sợi dệt carbon, và là gân vải xếp nhá, nên là nó tiếng bass nó tốt và cái trung âm của nó rất là sáng đấy, để nghe nhạc vàng rất là ok và tuyệt vời luôn. Bộ này thì là loa biết là về đẹp nhá, cái loa bên này em quay rồi này đúng không, em quay đốt loa bên phải này, hàng rất đẹp nhá. Bát của anh rất là chắc, không có đuôi đúng không? Bát của anh rất là dền, nó không có bị đuôi. Dền nó không đúng, phải là bát nó đánh chắc, từng nhịp một. Đấy. Trống nó xuống là đúng trống luôn, nó không bị kiểu có cái đuôi kéo dài, nó nghe nó không bị khó chịu, không bị mệt. À, để càng loa đây nhá. Chung là con này như thế này là rất đẹp rồi. Đấy. Còn hàng bãi em cũng nói luôn, nó sẽ có một vài bên nội bên kia một tí tí, không thể tránh được. Để đây là hàng cũ, hàng bãi, không phải hàng mới. Rồi, con này tới 2010. Và hiện tại em về được đúng một bộ này thôi, đến lúc nó series này 603910 nhé. Những bộ này bây giờ về rất nhiều. Đây là về. Đấy. Đường dây em đang kết nối đây. Đằng sau đây là có cả đường quang nữa. Đây đường quang đây nhá. Đây, đường quang đây. Đấy. Còn đường AV em đang kết nối đường video đây. Đấy. Đây để thử luôn cho quý vị thấy là hai bên đều có tiếng này. Ok chưa? Đấy nhá, đường quang đây, mình sẽ cắm đường quang vào đây, mình có thể là kết nối đường quang để nghe nhạc trên TV Smart xuống được. Đây, đường quang đây. Chiều cắm nó đây nhá.
Đây mình muốn chuyển đường quang ở input ở đây và chuyển nó sang đường vào có tên là doc dig. Đấy. Đấy. Đấy, đường quang đang vào rồi, quý vị nghe tiếng nhạc rồi đúng không? Đường quang đang chạy này, không biết là cái USB như em để trong khu vực này. Đây, em sẽ cắm USB vào cho quý vị thì nghe USB luôn. Test thì test tổng thể luôn. Con này không biết là CD có đọc không nữa cơ. Để thử lại xem. Cái này CD này em xin lưu ý là em test thêm nhá, em test thêm. Bởi vì là cũng có những anh mà vẫn thích chơi CD thì em cứ test thêm nha, nếu nó chạy được thì là cái tốt. Đấy, còn các anh về cứ dùng nữa, còn sau này ví dụ như nó có không đọc đĩa nữa thì mình mang ra các anh thợ các anh dọn mắt thêm cho nhá. Còn ở đây là em test thêm ở đây thôi. Đấy. Em không qua chạy CD, đấy, em cũng xin nói rõ luôn. Đấy. Ok thì vẫn chạy ngon. Ok nhá, CD chạy ok này. Đấy. Còn gì nữa nhỉ? USB. USB nhá. Hãy test thì test một lượt rồi đang làm mất công test. Này. Đấy, thì mình cắm USB vào này, sau đó mình sẽ chuyển USB bằng đường input đây và bấm play ở đây, một trong hai cách nhá. Ấn nút này này, chuyển nó sang USB. Đấy, USB reading này. Hoặc là đăng cử đường vào khác để ấn play. Mà thực ra thì chắc là ấn play luôn đi, vì đằng nào thì cũng phải bấm play thì nó mới bắt đầu chạy được. Đấy. Đấy. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. 10 năm tình cũ à. Xa nhau thường chừng như...
chuẩn rồi. Bài này rất nổi tiếng. Nhưng mà cá nhân em thì em thấy là Chế Ninh. Chế Ninh hát bài này hay. Chế Ninh hát vẫn là đỉnh. Duy Khánh nữa. Nhưng mà em thì em nghe bài của Chế Ninh hát nhiều hơn. Đấy, ok nhá. Đấy. Em muốn ngắt cái nối USB thì ấn hai lần stop đây nhá. Đấy. Ok. Thì con này em đã test cho các anh rồi đấy, thì là CD rồi là USB rồi đường quang đường điện thoại chạy hết nhá. Để riêng cái MD thì em cũng xin thôi luôn. Đấy, bởi vì MD bây giờ chả ai dùng mấy nữa, rất ít người dùng. Đấy. Nên là đặc biệt là phần MD em sẽ không bao chạy. Đấy. Ok nhá. Vâng. Vì thực tế ra là bây giờ không ai dùng cái đấy rồi. Mà có nói thẳng ra là hỏng thì cũng chả sửa được đâu. Đấy, em cũng nói luôn cho nhanh. Ok nhá, em xin chào các anh và xin gặp lại các anh ở trong những video theo của bên em. Vâng.